Rất lâu rồi tôi không quay mẹ tôi thì các bạn comment trên kênh tôi rất là nhiều, bảo là anh ơi quay thử thách mẹ anh đi, rồi quay trò chơi hay quay chọn mẹ anh đi. Thì hôm nay tôi đã nghĩ ra được một trò chơi, đó là cho mẹ tôi thi đấu thể thao với Phong Hiếp. Đấy, thì từ bây giờ Phong có một biệt danh mới là Phong Hiếp nhá. Thì các bạn thấy mắt nó híp híp không? Thì từ bé giờ cả nhà tôi gọi nó là Phong Hiếp rồi các bạn ạ. Có mẹ tôi thì các bạn phải ưu tiên nói phần thưởng đầu tiên. À, khéo mẹ nhìn thấy xanh xanh thì lấy rồi, túi quần rồi sao ấy. Đấy nhá. Phần thưởng cho người chiến thắng đó là 1 triệu đồng nếu mà mẹ giành chiến thắng. Còn Phong giành chiến thắng thì thôi không cho. Tôi không bằng cố gắng chiến thắng, tôi cố gắng chiến thắng nhá. Phong khả năng nhưng mà em thắng được mẹ anh không? Chả thắng được, với 1 triệu thì phải cố gắng nhá. Phong đây. Không lỗi bác đâu, Phong không thắng được bác đâu. Các bạn thử dự đoán xem là mẹ tôi hay là Phong Hiếp sẽ giành chiến thắng. Đấy. Phong không thắng được bác. Thì hôm nay tôi quay bằng GoPro thì hình ảnh nó không được đẹp lắm nhá. Chất lượng hình ảnh coi như giống hồi xưa luôn đấy, vì quay bằng GoPro mà. Bây giờ là tôi sợ giày. Thế mẹ tính nhà có thắng được Phong không? Hay mẹ lại như những clip trước cho mẹ cầm tiền trước này. Thôi cầm tiền trước không chơi, phải thắng cầm tiền vui, còn cầm tiền trước nhớ đâu không được được tôi. Tôi cầm tiền dứt khoát nha. Tôi bắt đầu. Khởi động để đá bóng nhá. Hồi xưa là tôi thường dưỡng thôi chứ còn bây giờ chắc chắn là tôi thắng thằng Phong là 1 triệu này là về của tôi. Ấy à, tự tin lắm. Đang bí. Đang bí rồi, Phong ơi, mẹ anh bảo là đang bí không ạ? Trò chơi đầu tiên nó là đá bóng một cái lốp xe. Bây giờ mẹ mới Phong thi đấu cân bằng chứ Phong có chấp gì mẹ anh không hay chỉ cân bằng thôi? Không, cái này em có hay đá bóng đâu mà cho em chấp được. Thế là chơi cân bằng gì? Cân bằng. Thế là một người 20 tuổi thi đấu một người 60 tuổi, thế em không thấy ngại à? Anh ơi, nhưng Bóng Luyến từng thi đấu với anh rồi, còn em đã thi đấu đâu. Rồi nhá, các bạn này, Phong cũng run, các bạn Phong cũng sợ không thắng được mẹ tôi nên không dám chấp. Thì ok, thi đấu cân bằng nhá. Rồi mẹ người thi sút đầu tiên. Rồi. Úi trời ơi, sút mạnh ghê nhỉ. Quả đầu tiên trượt. Tôi dùng má chân này. Ôi giời ơi, Phong nó sút chuẩn lắm các bạn ạ. Chưa, đã được đâu mẹ. Phải lọt qua cái lỗ đấy cơ, chưa được. Phong quả đầu tiên sút chuẩn lắm các bạn, nhưng mà không sao mẹ ơi. Cố gắng lên mẹ ơi. 2, 3. Quả thứ hai nhá. Ui. Tôi bảo biết đâu bất ngờ mà. Nhưng mà vừa nãy là mẹ sút trước, vì bây giờ Phong phải sút tiếp lần nữa thì mới là cân. Mẹ hiểu chưa? Phong mới sút được một quả ấy. Nếu mà Phong sút trượt là mẹ chiến thắng. Đấy rồi. Rồi lần cuối cùng của Phong đấy. Ui em tâm lý lắm. Không ngờ anh cũng không ngờ là quả thứ hai mẹ anh ấy sút được vào rồi em ạ. Thôi thôi thua thì chấp nhận đi em ạ. Nhưng em tâm lý quả này đó. vì nãy đấy em không vào em thua mà. Rồi là các bạn ơi, liệu Phong có sút vào không? Không vào nhá, chưa vào nhá. Anh ơi, thế là được. Thì vừa nãy tôi thấy Bông Luyến nói là Bông Luyến đang bí tiền không có tiền tiêu. Nên tôi giả bộ tôi thua cho Bông Luyến tưởng bao đấy thắng thôi. Tôi thả vòng đầu. Phong nó phét vừa cho thôi. Không thắng được bác đâu, kể cả bây giờ đánh vợt cũng không thắng được đâu. Cầu lông thì Phong nó hay đan vợt mẹ ạ, nên Phong nó cầm vợt nó tốt, cảm giác vợt tốt hơn mẹ ạ. Trò này mà em không thắng nữa là em thua luôn đấy. Đánh cái quả cầu lông chui qua cái lốp xe kia là sẽ chiến thắng. Bên kia rồi. Thế thôi, đơn giản thôi. Dễ không? Mẹ thấy thử thách còn dễ không? Quá dễ. Phong. Dễ. Tạo ra cái trò chơi này để giúp mẹ tôi với Phong tăng cường sức khỏe. Một chàng trai 20 tuổi có thắng được bà già 60 tuổi không? Ui trượt. Trượt rồi à? Tính luôn. Ôi like ơi. Bình tĩnh thôi mẹ ơi. Ui trời ơi, thi được. Tưởng rất là dễ nhưng mà hai người chơi chúng ta đánh mấy quả rồi không được các bạn ạ. Rồi, Phong tị rồi các bạn ơi, đứng gần quá rồi. Rồi đánh đi mẹ. Hết gió rồi. Yo. Rồi, trượt. Ôi trời ơi, chạm vào cái mép thành này rồi. Cố gắng lên. Ui trời ơi, sao cái trò này tưởng dễ mà khó thế nhỉ? Cố lên. Mẹ đi ra Phong đánh vào đầu bây giờ. Ôi trời ơi, vừa chạm mép thành quá. Ui trời ơi, quen tay đấy. Thấy hai người chơi đang quen tay đánh căng phết rồi đấy. Ôi trời ơi. Ui trời ơi. Ui. Nhìn nhà cháu này.
vậy là Phong đã giành chiến thắng cho cái trò này. Vậy là cân bằng tỷ số 1-1. Chưa được, Phong ơi, Phong. À, Phong, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, mẹ, ui mẹ tôi nhớ dài lắm các bạn ạ. Ờ đúng rồi. Lốt lượt cuối của mẹ anh mới tính thắng. Chưa, chưa. Mẹ vẫn thắng chắc rồi. À chưa, chưa biết được, nhớ đâu quả này trúng thì sao. Tâm lý, ông Luyến bị tâm lý rồi. Ôi, ở đúng trượt rồi mẹ ơi. Rồi ra, chúc mừng Phong. Tôi thua rồi các bạn ơi, thôi còn một một trò nữa thôi. À, anh Côn ra thấy mọi người đánh ngứa mắt của anh Côn ra đánh thử đấy các bạn ạ. 5 cái là trúng các bạn đi. Rồi. 2 1. Bạn này gọi gì ui? Các bạn có tin tôi 5 cái là tôi trúng không? Anh đánh 2 lần rồi. Cái này em đánh 1 cái. Chớp mày đánh 1. Ok, em đánh 1 cái luôn thật. Ui. Rồi đấy. Này em đánh đúng 1 lần là vào. Em đánh một lần nữa vào, không phải thấp hay không, em đánh một lần nữa vào. Ờ. Ba quả rồi. Rồi. Anh Côn bảo tự tin 5 lần mà hết lượt đến nơi rồi. Chưa vào, lượt cuối cùng. 4. À, 5 em ơi. Đúng như dự kiến anh Côn đúng 5 quả vào nhá. Đó, một cái. Đó, đấy em đó, một cái là mình xạo à. Rồi. Hơi khó lắm các bạn ạ. Một quả chỉ ăn may thôi các bạn ạ. Cái sân hơi bừa bộn vì là cái nhà của bà tôi, tức là nhà của em Phong đây đang xây. Tôi thấy những cái trò chơi tôi đề ra nó diễn ra rất là nhanh, video rất là ngắn. Vì vậy tôi sẽ tăng lên. Tăng 5 trò cũng được, 5 trò. Ok nhá, thì bây giờ tôi sẽ tăng 5 trò chơi. Ai thắng 3 người chị thắng. Phong đồng ý không? Rồi. Mẹ đồng ý không? Rồi. Ok nhá, trò thứ 3 ném bóng rổ. Người chơi chỉ cần ném bóng rổ vào trong cái lốp xe. Rồi. Ai sẽ người chiến thắng đây? Ui giời ơi, tí vào. Phong đến hụt là tôi mừng. Các bạn ơi, Phong phát này là khả năng thắng rồi vì gì. Ui trượt rồi, trượt rồi. Mẹ ơi, còn cơ hội, mẹ ơi, còn cơ hội. Chắc chiêu vào. Đánh luôn Phong đến đây. Đừng bình tĩnh mẹ ơi, đừng nghe Phong. Đánh đi. Mạnh một chút mẹ ơi. Thôi. Ui giời ơi, tí được. Phong đang kiểu chuẩn bị thắng đang sướng đấy Phong ơi. Hả? Tất nhiên em có cơ hội thắng là sướng chứ. Rồi. Ui, Phong ơi, bình tĩnh thôi. Mẹ ơi, cơ hội cuối cùng của mẹ đây. Không để Phong nó quen tay nó ăn đấy. Phong đi ra anh quay. Rồi, ngoài anh Nguyễn này. Cháu thả điện, bỏ nữa. Ui, giời, con đỏ mẹ mạnh như một chút. Thì gần quả nào cũng trúng cái mép đấy. Rồi, Phong đã ăn chặt rồi mẹ ơi. Ui, giời, cũng trúng mép luôn. Mẹ bình tĩnh thôi, đừng bình tĩnh thôi. Lém chậm thôi, bình tĩnh thôi, mạnh như một chút nhá, nhớ nhá. Mạnh vào. Vẫn nhẹ mẹ ơi, con đã bảo rồi, con nhắc mẹ mạnh như một chút rồi. Phong con này ăn chặt rồi. Yeah. Vậy là Phong là người chiến thắng trong trò chơi lém bóng rổ. Mẹ tôi đang tiếc đấy. Lại ra lém lại rồi, đang tiếc ra này, tiếc lém lại đấy. Ui giời ơi. Vậy là Phong đang lộn ngược dòng với tỷ số là 2-1. Các bạn ơi, trò thứ tư đó là mẹ với Phong sẽ phải solo đá bóng với nhau. Đây là một trận bóng kỳ lạ nhất thế giới luôn. Một bà già và một cậu thanh niên. Rồi mẹ ơi, cố lên, con cổ vũ mẹ đây. Rồi, ok, Phong lên, nào lên. Ui ôi, ra ngoài biên rồi, đá lại. Rồi, lại về vị trí đi. Rồi. Dễ thế nhỉ. Dễ mà. Ok các bạn ơi, vậy là Phong là người chiến thắng chung cuộc. Thì bây giờ sẽ chơi lốt trò thứ 5 nhá. Tuy là Phong là người chiến thắng rồi, nhưng mà vẫn chơi lốt trò thứ 5 để cho vui nhá các bạn nhá. Một. Ui. Trọng tài tuyết nhá, tâng bóng không được dùng tay nhá, rồi tâng lại. 1, 2, 3, rồi 3. 3 cái. Ok mẹ ơi, thế là 3 cái, con đếm. Thực ra mẹ chỉ dính 1 cái thôi, nhưng con đếm cho mẹ 3 cái. Rồi Phong thua chắc luôn. Rồi, Phong đi. Rồi. Đếm còn hoài, trọng tài chứ ăn gian nữa. Anh đếm đúng 3 cái mà này, mà đợi tăng đi, đấy là Phong nhá các bạn. Phong chỉ dùng 1 lần duy nhất thôi nhá, nào. Trọng tài là người cầm cân nảy mực phải công bằng nhá. Không có cầm cân gì ở đây, đây là mẹ anh không có cầm cân gì cả. Ra nhanh. 1. Ba cái đều, 3 cái đều. Chờ thi đấu lại rồi, ok, thi đấu lại. Rồi Phong tăng tiếp đi. 1, 2, 3. 2 cái. Vậy là Phong thua chắc chắn mẹ ơi. Nhanh mẹ ơi. Chắc gì. Ăn rồi mẹ ơi, lần này ăn chặt. 1, 2, 3, 4. 4 4 cái liền. Không, quả đấy là có 3 cái. 3 Ui, bắt đầu mẹ tôi chiến thắng nhé. Yeah.
quá. Vậy là cho tăng bóng mẹ tôi 9 tháng nhá. Phong tăng được 2 cái, mẹ anh tăng được 3 cái. Đó 4, 4 nhưng trừ đi 1, 3. Nó tổng lại được 1 quả thế. 1 quả. Thế là mẹ thua với tỷ số sát nút đấy, 2-3 đấy. Thế là 60 tuổi đấu 2 tuổi thắng thế là tuyệt vời rồi đấy. Một cơn gió nhẹ nhàng. Một cơn gió nhẹ nhàng. Một cơn gió nhẹ nhàng. Tiền nhưng mà kiểu thích nhưng mà thua là phải chịu chứ lắm. Ok nhá, chia buồn mẹ. Chúc mừng Phong là người chiến thắng trong cái trận chiến thi đấu với bà già 60 tuổi. Yeah, chúc mừng Phong. Thôi, thôi chị em. Thắng kiểu nào cũng thắng kiểu này, anh cứ nói tôi em ngại. Nói to thôi. Thắng với ai rồi thắng? Mẹ thôi. Thì đấy. Nhưng thắng với người già ngại lắm. Mặc tiếng. Nhưng mà em thắng sát luôn đây. Thế em mới mang tiếng được bé thôi. Chúc mẹ tôi may mắn cho lần sau nhá. Rồi, hẹn gặp mẹ vào clip tiếp theo. Rồi, chúc mừng Phong là người chiến thắng. Chào các bạn nhá. Ok, cảm ơn các bạn xem clip nhá. Hẹn gặp các bạn các clip tiếp theo nhá. Xin chào các bạn.